Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Ở tập trước thì mình đã có xuống thế giới đèn đó và tìm được một quả trứng rồng enchant. Trong thời gian với hai tập thì quả trứng rồng enchant đó cũng đã nở ra rồi các bạn ơi. Và đây chính là bé rồng đó nè. Và bé rồng enchant này là rồng cái nhá. Mình cũng quen với cảnh này rồi, toàn gấp ra rồng cái không à. Bên cạnh đó thì mình cũng đã tiến hành cắt được một ít cái vải rồng mà Aether á, hiện tại mình chỉ có 19 thôi. Và bây giờ là 23 rồi. Chỉ với một vảy đó thôi là mình sẽ chế tạo được vui một bộ giáp rồng Aether luôn đó. Và cái bộ giáp rồng Nether mình đang mặc hiện tại nè, thấy vậy thôi chứ nó có một skill đặc biệt chuyên để đi tấn công hoặc là đi đánh nhau á. Một xíu thì mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem luôn. Còn giờ thì mình sẽ tiến hành nâng cấp một tí nhá. Hổm rài á thì bé rồng Aether của mình chỉ mặc cái giáp rồng kim cương, ở giáp rồng emerald á, nhưng mà cái sức phòng thủ của nó thì mình thấy không có cao các bạn à. Sau khi thực chiến thì mình thấy nó còn yếu hơn giáp rồng kim cương cơ, nên bây giờ mình sẽ không mặc cho em ấy giáp rồng emerald nữa mà thay thế bằng giáp rồng kim cương nhá, để đảm bảo những trận chiến sau em ấy có thể chiến đấu tốt hơn mà không mất quá nhiều máu á, chứ mất nhiều máu nhìn tội em ấy lắm. Đó, vậy là đã có được giáp rồng kim cương rồi. Nhìn rất là trùng với cái màu vảy em ấy luôn á. Rồi, bên cạnh đó thì mình sẽ chế tạo thêm một vài món vũ khí nữa. Mình hiện tại chỉ mới có cây nỏ là vũ khí tấn công tầm xa thôi, mà nó lên nỏ thì rất là lâu luôn, nên mình chuyển sang sử dụng cung một thời gian nhá. Và để làm được một cây cung á thì mình cần phải có những sợi chỉ nè, cũng như những cây gậy. Nhưng mà mình có thêm một công thức khá là hay. Mình sẽ đặt theo hình dáng giống như vậy nè để được cây cung đúng không, và phù phép cho nó một cái mắt của Ender vào giữa. Đấy, vậy nó chuyển hẳn sang cái một cây cung mới mang tên là Squid Bow rồi. Với cái cung này á thì ấy, nó bị trừ đam rồi. Sao này bị trừ rồi, không hết tí nào luôn á. Để mình sẽ làm thêm một cây nữa coi, hy vọng cây này sẽ cộng cho mình nhé. Không cộng thì thôi chứ trừ trừ gì người ta không hết đâu. Đây, làm lại nè, cây cung đúng không, cho cái mắt Ender vào. Lần này không tin là bị trừ giống như cây này đó. Ủa, trừ nữa kìa. Hai cây rồi. Lần này là không tin bị trừ nữa nè. Người ta nói là nhất quá tàm các mọi người, chẳng lẽ ba lần mình bị trừ hết sao đúng không? Đây, lần này chắc chắn sẽ bị được cộng nha. Cộng nè. Chuẩn bị cộng đi. Ủa? Ủa, cái này nó không có chất lượng luôn rồi. Ok, không sao hết. Và cái Squid Bow này nó hay một cái là nó sẽ có rất là nhiều những cái mũi tên chuyên dụng luôn các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem những cái mũi tên của nó nha. Có khoảng mười mấy hai chục cái á, chẳng hạn như là mũi tên sấm sét nè, được chế tạo từ đá lửa, que quy lửa và lông gà. Thứ hai là mũi tên TNT, mũi tên băng, mũi tên lông chim, mũi tên dịch chuyển, mũi tên hát diệm thạch này, rồi mũi tên Wither luôn. Mắc dữ vậy, cái này cần một cái đầu Wither để làm bốn mũi tên đó. Thôi, không ai làm thế bao giờ hết. Mũi tên ánh sáng nữa nè, mũi tên kính, và mũi tên, cái này là mũi tên underwater hả, mũi tên dưới nước, mũi tên tình yêu. Ui, có mũi tên tình yêu luôn. Ui, bắn cái là có người yêu á, thiệt không? Cái công thức của nó thì mình cần phải có lúa nè, cà rốt. Ui, cái này bắn cái con người yêu chắc mình phải làm thử mới được. Mũi tên tình yêu mà. Đây, mình sẽ cắt tạm cái con này lên trên đi. Chuẩn bị nào, đầu tiên là lúa đúng không? Đâu mũi tên tình yêu đâu rồi? Đầu tiên là ba lúa, hai cà rốt, ba hạt giống. Ok, ba lúa trước nè, ba hạt giống, rồi một cà rốt với cái lọ thì phải á. Cái lọ thủy tinh thì mình có sẵn như thế này. Rồi, ấn nhanh thôi, công thức thôi. Đây. Ủa, hai cà rốt mới đúng. Hai cà rốt nè. Rồi, giờ thì chuẩn bị được một cái lọ thuốc tình yêu rồi. Được ba lọ luôn á. Kế đến thì mình cần phải cho những cái mũi tên xung quanh đúng không? Mũi tên thì mình có rất là nhiều. Đây, đặt theo công thức y rang như vậy luôn nè. Chia làm hai và lọ này vô. Vậy là mình đã có được 12 cái lọ thuốc tình yêu rồi. Đã nhở. Nhưng mà trời đang tối nên thôi mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy á thì mình sẽ cùng các bạn test thử cái cung tình, ủa cái mũi tên tình yêu này nó như thế nào nhá. Bấm cái chắc có nhiều luôn quá, mũi tên tình yêu mà. Đi đâu ta, không biết test ở đâu mới đúng nữa. Test ở đâu giờ, mình cần phải tìm con quái vật nào xinh xinh xíu đã bắn mới làm người yêu được.
Nhưng mà tạm thời mình sẽ bắn trước đi coi nó như thế nào. Bắn này thì bướm thử nè. Đèn tim bướm. Ấy, hết rồi. Ôi, vậy là cái này nó chỉ yêu một xíu thôi, chứ không yêu hoài được. Chỉ yêu trong một xíu hả các bạn ơi. Nhưng mà mình bắn vào nè. Đó, các bạn thấy kiểu như đang si đắm á, nhảy trái tim quá trời luôn. Đó, các bạn có thấy chưa? Khi mình mất máu á, thì tự động cái bộ giáp đồng này sẽ kích hoạt lên giùm mình nè. Đây, để mình ha, trèo lên cao cao một xíu, té cho nó mất máu nha. Cái này á, mà kiểu như đang đánh tòa tháp tầm 10-12 con, hoặc là nhiều hơn những con Zumba hay Skeleton tấn công mình. Chỉ cần phun lava như vậy thôi, kiểu gì nó cũng chết cháy với coi. Đây, chuẩn bị nè. Bùm. Đó, các bạn thấy xịn chưa? Vậy mà bây giờ mình mới biết cái skill đặc biệt này á. Nhưng mà chân mình nó bị chật rồi. Nhảy cao quá bị chật chân á. Để giờ cho nàng tiên bướm này chữa thương cho mình nha. Đó, nàng tiên bướm đã tìm mình quá trời luôn kìa. Thôi tạm thời thì test mưa tên tình yêu thế đó thôi. Và cái cung này coi có thể cường hóa không nhá. Nếu mà cường hóa được thì sẽ rất là tuyệt luôn. Úi, được luôn nè. Vậy là mình sẽ ép cho nó, thứ nhất là nhầm chậm hỏng để sử dụng lâu hơn. Thứ hai mình sẽ ép vô hạn để mình có thể bắn nhiều mũi tên mà chỉ cần mang đúng một cái mũi tên duy nhất thôi á. Thứ ba là mình sẽ ép cho nó cái dòng Advanced Power đi. Cái dòng sức mạnh mở rộng này á, thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều cái sức tấn công luôn. Kế đến là dòng gì đây ta? Mình còn có 1.300 điểm kinh nghiệm mà. Cái này còn dòng gì nữa không? Scope. Ống nhắm nữa. Cùng một con ống nhắm luôn á. Ui hay nha. Được. Cái đến là multi shot đi. Wow, multi shot tức là bắn một lần ra nhiều phát á các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ test thử nha. Nhưng mà mình chỉ test cái mũi tên thường thôi, chứ mũi tên tình yêu mắc lắm, chế tạo tùm lum hết trơn á. Rồi giờ mình sẽ test thử nè. Bắn một cái. Ui đây chính là scope hả? Được nha. Bắn nè, đó các bạn thấy chưa? Một mũi tên mình bắn một lần ra tới 4 mũi lận. Kiểu như hack nha. Được, có một món vũ khí mới rất là xịn sò. Còn giờ thì mình sẽ ăn như một cái đi. Ngoài cái vũ khí tấn công tầm xa thì mình muốn nâng cấp thêm vũ khí tấn công tầm gần á. Chẳng hạn như một thanh kiếm xịn một tí. Chứ thanh kiếm này thì chỉ có 15 sức tấn công thôi, 15,5 sức tấn công thôi á. Và để nâng cấp lên được thì trước tiên mình cần phải đi đánh boss trước cái đã, để có thêm những cái nguyên liệu để nâng cấp á. Để đánh boss được thì mình cần phải có các linh hồn nè. Rồi đầu Wither, và đến một nơi thiệt là xa. Cách xa nhà mình càng xa càng tốt á. Chẳng hạn như là cái ngọn núi băng đi. Chỗ này thì khá là vắng vẻ nên thoải mái và đánh boss. Mình sẽ triệu hồi nó một nơi nào đó thích hợp nhất. Úi nè, chỗ này có cái hang nè. Lũi vô hang đánh hết sảy luôn á. Rồi đặt cái linh hồn xuống phía dưới giống như vậy. Rồi sau đó gắn những cái đầu Wither lên trên nhá. Đây, ba đầu Wither gắn lên trên. Ui, gắn ngược rồi. Gắn ở trên mới được. Làm lại. Lại gắn ngược nữa. Hình như mình bị đụng đầu hay sao ấy. Nhảy lên cứ bị vướng cái đầu à. Rồi, búp. Đó, gì mới được nè. Cho người bà cục đá luôn. Trước khi đánh mình sẽ uống miếng nước cho nó đỡ khát. Và mình sẽ sử dụng combo như cũ, đó chính là đóng băng bằng kiếm rồng băng và tấn công liên tục bằng kiếm rồng lửa. Ây da. Ui, nhưng đó chỉ là kế hoạch của mình thôi, chứ thật ra con boss nó chạy mất tiêu rồi. Con boss này nó khôn quá hả. Ủa đâu vậy? À, nó đây. Nó đang tấn công mấy con quái vật khác. Chết, mình không có tấn công tầm gần nó được rồi. Bắn một người bằng cái cung này. Ủa, nó bắn phát nổ ghê quá. Cái cung này mình bắn không có nhiều. Ui, nhiều đam. Cung này bắn nhiều đam lắm các bạn ơi. Bắn mất rất là nhiều máu luôn á. Bắn nè. Bắn cái nè, đóng băng người mới được. Đóng băng chưa? Đóng băng lẻ, tranh thủ. Mà combo liên tục bằng kiếm rồng lửa. Không thấy được, nhưng mà vẫn đánh ngươi liên tục. Rồi, xong rồi. Xong rồi các bạn ơi. Thấy chưa, combo của mình rất là hiệu quả luôn á. Mặc dù hai thanh kiếm mình không thực sự là mạnh đâu, nhưng mà với cái hiệu ứng mà nó kèm theo thì cực kỳ tốt để kết hợp với nhau. Kiểu như đóng băng xong rã đông á. Và hướng bên này mình thấy có một cái con rồng đang he bay lượn xung quanh, hình như đang săn mồi. Mình sẽ cà khịa nó một xíu. Cà khịa nè.
Ui, cái cung này bắn nó bị rơi nhiều quá hả? Phải canh cao cao á chứ không thôi nó rơi nhiều lắm luôn. Bắn người nè. Cái nhưng mà cái này được cái nó dễ trúng hơn hẳn vì bắn một lần ra tới 4 mũi lần mà. Ấy da. Ấy da, nó đang tấn công mình. Người con ngon xuống đây tấn công tầm gần với ta, đừng có bay lượn như thế. Ui con này liều vậy. Ui vừa mới nói cái nó xuống thiệt kìa. Lì lợm, tấn công nè. Đóng băng ngươi. Xong ta tấn công liên tục hàng kiếm hàng nữa. Solo một một với ngươi luôn. Đừng có đùa. Ui, nó gấp mình kìa. Các bạn có thấy không? Nó gấp mình, nó chết, nó cũng không tha mình nữa. Gấp, gấp, gấp. Nè, này thì gấp mình nữa. Ây dồi, vậy là bây giờ mình đã có thể solo với những con rồng hoang dã một cách thoải mái rồi. Và chắc đây là con rồng băng á, nên dễ đánh hơn thôi. Chứ nếu gặp rồng lửa, nhiều khi pha nãy mình đã chết queo rồi á. Rồi giờ thì mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Vứt cái giáp bạc nè à, và bắt đầu lấy xác rồng thôi. Đó, mình sẽ lấy thật là nhiều càng tốt. Rồi, được bao nhiêu đây? Được có 20 cái vảy đó hả? Con rồng gì bự. Ui khi mình té nó cũng tính là dính sát thương á, nên nó cũng xài skill luôn các bạn ơi. Ui nhưng mà cái skill này hay quá hả, nhìn thích cực luôn á. Các bạn có thích hiệu ứng của cái skill giáp rồng này không, chứ mình là hơi bị thích cái skill này luôn. Ấy da, nhưng mà giờ tìm cách đi lên trên. Ui còn rồng nữa, còn rồng nữa. Ấy dục chưa 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 à, xuống đây, xuống đây mình chỉ dụi nó xuống đây thôi. Ê, kiếm 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 băng, kiếm băng rồi à, đây kiếm băng bên đây đây. Kết hợp lẽ, kết hợp lẽ, nó đang tấn công mình. Tấn công lẽ các bạn ơi, tấn công lẽ tấn lẽ. Ui cố lên, cố lên, gần gần được, gần được rồi. Mắt bị hoa vì quá khát nước nhưng mà mình vẫn có thể đánh bại được con rồng này. Đúng là sự kết hợp hoàn hảo với hai thanh kiếm máu rồng mà. Giờ mình đang phân vân không biết có nên nâng cấp thêm nữa không ta. Chứ hiện tại thì hai cây kiếm này kết hợp với nhau khá là tốt á. Nhưng mà hôm nay chắc mình sẽ chế tạo thử đi. Nếu mà ra chất lượng tốt cũng như là không có gì thay đổi á, thì mình sẽ sử dụng thanh kiếm nâng cấp sau nhá. Giờ chắc mình sẽ tiếp tục lướt xét thôi. Đây, lấy kiếm ở đây và lướt xét rồng. Gây ra gì nào, gây ra gì nào. Phải rồng bronze nè. Ui, hình như rồng rồng hay giả hay lửa thì nó sẽ đưa ra nhiều vảy hơn hay sao á. Nè, có con cũng cùng cấp độ nè, cấp 3, con kia là cũng cấp 3 mà nó rơi 3, 35. Con rồng Sapphire chỉ có 20 thôi à. Ừ, với cả là rồng Sapphire là rồng hiếm mà. Mình quên mất rồng Sapphire là rồng hiếm. Con này đi đâu? Bắn người nè, đừng đùa, đừng đùa. Bắn nè, cà kìa ai? Cà kìa ai hả? Dám cà kìa mình. Mình không thích cà khịa mà tối ngày cà khịa mình. Phải bắn chết cái con kia mình mới chịu về. Mấy cái con ưa cà khịa mình sẽ tiêu diệt hết. Ủa nhưng mà cây nỏ đâu? Cây nỏ đây nè. Đúng nè. Đúng lòng nhà lòng nhồng, bắn cái chết quẹo luôn. Rồi giờ thì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đánh con Boss Wither rồi á. Nên là mình sẽ dịch chuyển về nhà nhá, để bắt đầu công việc chế tạo cũng như là nâng cấp một thanh kiếm mới thôi. Đầu tiên thì mình cần phải dọn dẹp đồ lại trước cái đã. Chứ giờ đồ mình bừa bộn quá nên chế tạo nó cũng hơi khó các bạn ơi. Để làm được một thanh kiếm trong ngày hôm nay á, thì đầu tiên mình cần phải chuẩn bị một ít cái khối hắc diệm thạch nè. Kế đến là những cái khối sắt. Và cuối cùng đó là một cái que để làm cái phần cán kiếm thôi. Rồi và sau đó thì mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy. Gậy ở dưới nè, sắt thì ở hai bên để làm lưỡi kiếm và khối hắc diệm thạch ở giữa. Nó như là mình đã tạo thành một cây kiếm rất là đẹp rồi. Bên cạnh đó nó cũng có sức tấn công rất là cao nữa. Tới 15 sức tấn công lần đó các bạn ơi. Đây là sát thương cơ bản nha. Và khi mình nâng cấp nó lên kiếm diệt rồng bằng 4 lọ hơi thở của rồng nè, thì nó sẽ tăng lên sức tấn công rất là nhiều luôn. Hiện tại là 15 thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho vào một cái, nó sẽ lên 22,5 sức tấn công lận. Và như đây có thể nói là cao hơn hẳn so với hai thanh kiếm này rồi. Và cái kiếm này á, nó chỉ có đúng một cái nhược điểm á, là mình không thể nào enchant được các bạn ơi. Mình cho vô nè, nó không cho vô được luôn. Cho vô bàn này thì sao? Cũng không được. Đó. Thế nên á, mình cũng đang phân vân là không biết có nên sử dụng hay không thôi.
Mà thôi đi, mình có thể sử dụng cây này để cứ như là tấn công giai đoạn đầu á, đánh một hai hit rồi chuyển sang hai cây này để tiếp tục combo. Y như cổ thì chắc nó sẽ hay hơn á. Và để nâng lên cái cấp độ cuối cùng thì mình cần phải phù phép cho nó sức mạnh của Sounader giống như vậy nè. Nó thì nó sẽ tạo ra một thanh kiếm diệt rồng cấp cao và cái này nó tới 30 sức tấn công, gấp đôi hai cây này luôn. Ui, vậy là sức tấn công hai cây này gộp lại thì nó mới bằng được cây này thôi. Wow, một thanh kiếm cực kỳ mạnh nhưng mà nó bị trừ mất tiêu nó trừ chất lượng á, giảm tốc độ tấn công rồi sức tấn công nữa. Chắc đây là một sự cân bằng game á, tại vì nó quá mạnh đi thôi, nếu mà mình nó không bị trừ chắc mình chùm trong thế giới này luôn quá. Rồi tạm thời thì vị trí tạo đã xong rồi á. Sau này nếu mà có những quyển sách enchant thì mình sẽ thử. Ê, đây có luôn nè, coi coi ép sửa chữa vô được không á. Nếu mà dùng cái đe được thì chắc sắp tới mình sẽ ép sách rồi ép vô sau, có được không? Ôi chết rồi, nó không cho ép luôn á. Vì thực sự cây kiếm này không cho ép sách vào rồi các bạn ơi, nhưng mà cái sức tấn công của nó là cực kỳ tốt và ngoại hình của nó thì khỏi phải bàn rồi, một thanh kiếm siêu ngầu luôn nhá. Wow, thích chưa kìa. Và hiện tại mình chỉ mới có 23 cái vảy rồng thôi nên mình sẽ cắt thêm một lần nữa nè, là được bao nhiêu đây, 25 luôn. Vô trong mình làm luôn cho một một bộ giáp nào. Giáp rồng Aether thì mình sẽ làm trước cái phần nón đi, tại vì nón giáp rồng Aether rất là đẹp. Cái đến là một cái đôi ủng nè để có thể đi lại dễ dàng, một cái quần và cuối cùng là một cái áo, còn dư một cái phải rồng nên thôi mình sẽ làm luôn cho mình một cây xẻng đi nhá, để có cái mà còn đào nữa. Và cây xẻng rồng Aether rất là đẹp luôn các bạn ơi, 7,5 sức tấn công. Wow, đào thử coi coi có nhanh không. Ui, bấm phát vỡ luôn cục đất kìa. Ui, đào nhanh cực. Được được nha. Rồi giờ mình sẽ mặc vô giáp rồng Aether nha. Và giáp rồng Aether thì mục đích chủ yếu là để khám phá thôi, với khả năng tăng tốc độ chạy siêu tốc luôn. Púp. Đó, gầm lên một cái là tăng tốc độ chạy liền. Và cái này nó hồi chiêu cũng không có quá lâu á, nên rất là thích hợp trong việc chạy trốn nè, cũng như đi khám phá quãng đường ngắn. Và giờ thì chắc mình sẽ treo luôn cái set đồ rồng rồng Nether này lên trên thôi, để sắp tới có nhiều kinh nghiệm á thì mình sẽ cường hóa hết những cái set đồ lên nhá. Đây, treo lên nè, nón, áo, quần và ủng. Vậy là không rải được bao nhiêu ta, bốn giáp rồng nguyên tố đang treo cũng như một giáp hiện tại đang mặc nữa là năm đúng không. Rồng hoang dã thì cũng gần được 4 bộ rồi, chỉ có cái set đồ này thì tiếc cái ủng, set đồ này tiếc cái nón thôi à. Để khi nào mình có thêm 7 thì chắc mình sẽ chế tạo rồi treo lên sao cho nó đủ cái bộ sưu tập nha, chứ thiếu thiếu vậy nhìn khó chịu lắm luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ cắt bớt kim cương ở nhà, trang bị những thứ cần thiết để bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay nhé các bạn, cũng như là ngủ một giấc đi, chứ giờ ban đêm khám phá nó cũng hơi nguy hiểm á. Và bây giờ thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ nhá. Hiện tại thì như các bạn cũng biết, ấy con này đi ra chỗ khác coi, ui suýt nữa mấy bé số mình ra cạp rồi kìa. Thôi, vô nhà anh không cho mấy cưng làm việc cưng đâu, ở nhà chơi là ok rồi. Em này cũng vậy luôn, vô nhà thôi. Hiện tại á, thì như các bạn cũng biết á, cái giáp rồng Aether sẽ cho mình tăng tốc độ chạy đúng không, và cái thịt của con nhảy tưng tưng nó cũng cho tăng tốc độ chạy nữa. Để bây giờ mình sẽ thử ăn thịt nè, rồi dùng thêm skill thì coi coi được bao nhiêu phần trăm tăng tốc độ chạy nhá. Tăng tốc độ chạy 3. Vậy là nó tính cái tăng tốc độ chạy của cái miếng thịt các bạn ơi, chứ không có tính cái giáp rồng á. Phải chứ, nó cộng lại thì hay ha. Sẽ kết hợp hai cái này đi khám phá thôi, khỏi phải nói luôn, chạy siêu nhanh luôn á. Nhưng mà nó không cộng rồi. Thôi kệ, không sao hết. Và giờ thì mình và bé rồng Aether sẽ cùng nhau đi khám phá, nhưng mà mình cần phải có cái amulet trước đã. Con này đóng băng nè, bé rồng cắn 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 nó cắn nó. Ui ui, bé rồng làm ngơ luôn kìa. Làm ngơ thì anh ra tay. Gì kỳ ghê luôn á, muốn cho bé rồng cạp nó mà bé rồng không cạp gì trơn. Mình sẽ lấy cho mình cái amulet nhá, để mình còn bắt bé rồng lại á, cũng như là cho bé rồng mà xanh rồng enchant này vô trong đi. Rồi đi vô trong em ơi, mùa đông bây giờ để em ấy ở ngoài cũng tội lắm. Đây, cho vô trong nè, ở chung với mấy bé rồng nhà và đi khám phá thôi. Mình sẽ cùng bé rồng Aether á bắt đầu ở một cái điểm xa xa một xíu. Đây, mình có đánh dấu một cái điểm xuất phát nè. Ây da, ui hình quá, gớt lên tán cày không có mất máu. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thẳng hướng bắc nha.
đây từ đây đi về hướng bắc là rất là bí ẩn luôn, tại vì mình chưa có đi lần nào hết trơn á. Để bây giờ mình xạ và bé rồng Arthur sẽ cùng nhau đi một chuyến nhá. Tạm thời mình sẽ cút bộ đi, rồi khi nào mình nhắm mình không cút bộ được nữa thì mình sẽ bắt đầu cưỡi em rồng và bay lượn nhá. Ở dưới này thì chủ yếu là cây cối với mấy cái hang thôi. Ui, có quái vật cây nè. Đóng băng lại, đóng băng và đánh một cái. Ui, cây kiếm này nó thiệt một cái là không được enchant thôi. Phải chi mà mình có thể enchant cái kiếm này lên ta. Tiếc ghê luôn á. Một thanh kiếm mạnh như vậy mà không enchant được thì quá là tiếc luôn. Rồi, hiện tại thì phía trước rất là nhiều cây nên thôi, chắc mình sẽ cưỡi em rồng đi cho nó tiện nha. Rồi, giờ thì đi thôi nè em ơi. Ôi, như thường lệ mình vẫn bị mắc cái vô cái cây rồi. Lần nào cũng vậy, vô mình thả em rồng ra cũng dướng vô cây hết trơn á. Đây, thẳng ở đây coi có bị dướng không. Rồi, lần này thì hết bị dướng rồi nè. Đi thôi, đi thôi. Ờ, sao phía trước lại là một khu rừng ta? Ờ, tưởng đâu cái khu đồng bằng thì hay. Chứ rừng không thì khó đi khám phá lắm. Coi coi mình bay một xíu, hy vọng là gặp một khu đồng bằng nha. Khu đồng bằng thì có nhiều cái để mình có thể khám phá hơn. Ôi dù, ôi dù. Con này, không sợ, không sợ. Phun em ơi, phun lửa, phun lửa, phun lửa. Phun lửa, phun lửa nó, phun lửa nó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đỏ lửa nào. Hổm này, lâu lắm rồi đó, mình mới cho mấy bé rồng phun lửa này. Phun lửa người nè, đỏ lửa, đỏ lửa. Ui, giờ đang sương mù nữa nên không thấy đường cho lắm. Nhưng mà không sao, mình sẽ bất chấp các thứ luôn. Nướng con rồng này cho bằng được. Lâu rồi cho em ba. Làm Arthur vận động tay chân một xíu nha. Nhưng mà nó dai quá. Mình phun cái buổi trời mà không chết. Được con người bản công đi. Phản công đi. Ủa nó chết rồi. Ủa nó chết thằng nào vậy ta. À, chết thì thôi, chết thì xuống lút xét thôi nào. Rồi giờ thì lút xét thôi. Coi coi nó rơi ra bao nhiêu vảy rồng front đây. Em vô trong đi. À, để coi nào, tổng cộng là bao nhiêu vảy đây. 12 28. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục thả em rồng Arthur và đi tiếp thôi. À, coi nào. Hướng này là một cái khu đồi luôn hả? Ui, một khu đồi cao quá. Né né ra đi. Mình ngại đi lên mấy khu cao cực luôn. Trên cao không có thấy đường mà nhìn mấy cái công trình á. Đi mấy khu thấp thấp thì nó sẽ dễ quan sát hơn. Và như tới đồng bằng hay sao rồi nè. Ui. Ui. Lại là một cái căn cứ nữa nè. Nhưng mà nó đang bị một cái gì đó phá hủy thì phải. Để mình bắt em rồng lại cái đã. Đây, vô trong em ơi. Coi nào, coi nào. Ui, giáp nè. Sao nó bị vỡ ta? Ồ, mình không hiểu luôn á. Không biết sao đó nó bị vỡ nữa. Hình như trong này nó sẽ có một cái bộ giáp kim cương á. Để mình nhìn kỹ coi coi có bộ giáp kim cương giấu không nhá. Đợt trước mình đi mình nhìn không kỹ là suýt nó mất hết bộ giáp kim cương rồi. Coi trong nhà coi có không. À, trong nhà có khối vàng nè. Chờm cái vàng về cũng được. Phía trên thì như là khối sắt á. Lên chảnh chờm tìm khối sắt nè. Khối emerald nè. Cũng như là khối kim cương nữa. Ui, tự nhiên có 9 viên kim cương miễn phí là quá là tuyệt luôn. Về nâng cấp lên thêm một bộ giáp nữa. Vì hiện tại trong vàng rồng của mình á, vẫn còn bé rồng hình như là xanh lai thì... À không. Ờ đúng rồi, xanh lai. Bé rồng xanh lai vẫn còn mặc giáp rồng emerald á. Em ấy là em rồng đầu tiên mặc giáp rồng emerald mà. Nên mình không muốn em ấy thua thiệt đâu. Phải nâng cấp lên giáp kim cương liền mới được. Rồi giờ... Ý! Ui, bên kia có cái chùa sao kìa. Đúng không? Nhìn hình dạng rất là giống một cái chùa luôn. Ồ, đúng rồi, một cái chùa nhưng mà nó bị cũng như cũ rồi á. Chưa, để mình qua đó mình kiểm tra mới được. Ý! Hai Rufy kìa. Hai Rufy đó mình có thể thuần phục á. Nhưng mà tạm thời thì gác qua chuyện thuần phục đi. Mình sẽ khám phá cái ngôi chùa này trước cái đã. Ồ, ngôi chùa bỏ hoang rồi. À, coi có đường vào không. Ngôi chùa này không có đường vào ta. Hay là đường vào bên kia. Mình nghĩ đường vào chắc ở bên kia. Để mình sẽ ba cua lên đây một cái. Rồi tìm đường vào chùa coi nào. Cho đi ra. Ây à, giờ lấy cái xẻng ra coi. Lấy cái xẻng ra để đào đất nhá. Và tìm đường vào. Có được, có chưa? Ui thiệt nè, không có đường vào nè. Ủa kì vậy? Ôi đừng giỡn nhau vậy mà. Sao lại không có đường vào? ngộ ghê luôn á. Ủa thiệt luôn các bạn ơi, không có đường vào thiệt luôn á. Thôi, cái này là bắt buộc nha các bạn. Mình cũng không muốn đâu nhưng mà bắt buộc phải trèo vô.
kiểu như ninja trèo tường vô vô trong cái ngôi chùa này. Ui có con ốc sên nữa nè, trong chùa còn có cả ốc sên nữa cơ. Ây da, ây da. Ủa chắc là bị vướng, bị vướng. Ây dù, ui dù. Ui, trên trời còn có gì nữa kìa. Ủa tự nhiên trên trời có cái gì vậy? Đó. Ủa một cái gì đó khá là bí ẩn nha. Chờ chờ để mình khám phá bên trong ngôi chùa này trước rồi đã, rồi tính gì tính. Ủa nó có đường vào nè. Ủa kỳ ta. Ủa à, chắc tại mình lỡ mình nhìn không kỹ chứ không phải cái này không có đường vào nhá. Cái này có đường vào và trong rương có những cái mũi tên và mấy cái đồ da bình thường thôi. Và tiến sâu hơn bên trong thì sao? À dạ dạ Ồ, bên trong này có được thêm rương nè. Ôi nhưng mà cái này hình như vừa trải qua một cái sự cố gì đó mà trong này đã bị bỏ hoang luôn rồi. Chứ cái thiết kế này nhìn khá là giống bên Nhật Bản á các bạn ơi. Nhìn rất là giống kiểu như bên Nhật, phong cách Nhật luôn á. Ồ, kỳ lạ thiệt. Và phía trên này còn có gì nữa nè. Để mình sẽ trèo lên trên để cùng nhau khám phá thử nhá. Khi không biết thì chúng ta nên khám phá thử. Và phía trên này đó chính là một cái cây. Ôi một cái cây và hòn đảo lơ lửng. Chưa chưa cái này là phải khám phá rồi. Mà trước tiên mình cần phải. Ý con gì vậy? Đừng manh động, đừng manh động nha. Tôi có kiếm đó ấy. Đừng có manh động. Ui nó phun cái tia laser kìa. Wow. Căng 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 căng. Rồi có đường vô không? Không có đường vô là tôi chặt luôn cái cây đó nha. Có đường vô không nè? Cái chỗ này bự lắm mà. Ủa không có đường vô thiệt hả? À đây 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 có đường vô. Nhưng mà hình như nó bị che mất tiêu rồi. À có cái nút nè. Ui tự động luôn. Xịn sò vậy. Ui một cái cây gì mà còn có hệ thống cửa tự động nữa chứ. Ui hấp dẫn nha. Và đây chính là bắt cua hả? Ui cái gì chứ bắt cua thì mình chùm luôn rồi. Chùm núp á. Ui thì cái tên nhảy gì cũng té nữa. Rồi ấy. Té hoài luôn á. Rồi dễ qua đây nè. À bên kia có phần thưởng kìa. Ừ chơi gì cũng phải có phần thưởng thì mới có động lực để chơi tiếp chứ. Rồi mình phải cố gắng nhảy qua kìa để lấy phần thưởng mới được. Nhưng mà sao té hoài ta. Đừng đừng bắt buộc phải dùng tuyệt kỹ chứ. Mình không muốn. Cái này chắc phải dùng tuyệt kỹ rồi các bạn ơi. Chứ mình không muốn làm dùng tuyệt kỹ quá đâu. Nhảy qua nè. Đó. Không chơi thì mình sẽ dùng tuyệt kỹ thôi. Ở trong này. Trời ơi, tưởng là phần tưởng gì xịn dữ lắm. Ai dè, cho mấy cái cọng cọng dây leo. Trời ơi, dây leo mình cắt đầy á. Rồi và đây chính là đường lên tiếp. Ủa nhưng mà cái này sao nó chia làm hai đường ta? Một cái đường đi thẳng, một cái đường qua đây. Ừ, mình nghĩ cái này phải có cái gì nó mới có cầu thang nè. Ok, đi đường khó trước đi. Ai ăn. Đi từ từ, đi từ từ. Ui, cái này mà không dùng thì kỹ chắc mình. Ơi, chưa, chưa, chưa. Mình nghi lắm, mình nghi lắm. Chết kỹ không thôi phía sau nó có tim ti chết mình. Ui có táo vàng đó, cái này ít nhất cũng tạm gọi là phần hưởng nè, phải cho táo vàng vậy đó mới thích chứ. Rồi cắt bớt những thứ không cần thiết vào trong nè để cho thêm không gian á. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục qua đây nhá. Đó, đi qua đây một cái và đi tiếp thôi. Thằng này thì ui ui có vật ôi có bôi bôi sần clan hình như cái này chọi được hay sao á. Để coi chọi được không, nào mình sẽ chọi luôn. Chọi nè. Ấy, hình như cái này ăn hả? À cái này là đánh thuốc độc, đánh thuốc độc, đánh thuốc độc. Ủa nè nè mình sẽ tạo ra cái chỗ thuốc độc nè. Mình sẽ dụ con skeleton lại đây, lại đây, lại đây. Cho nó test thử sức mạnh của thuốc độc luôn. Lên đây, lên đây. Lên đây nào. Ủa nhưng mà sức độc hết rồi. À, muốn đọ cung chứ gì. Đọ cung hả gì? Nó mình bắn phát ra 4 mũi đỡ, đỡ thế nào được. Rồi giờ thì ra đây nè. Wow này nó cao đến mức mình chỉ thấy mây thôi á. Đây là một hình như cái phần tán lá rồi. Và hướng này coi có gì không. Đường đi nó cứ ngoằn ngoèo ngoài hà. Khó nhìn vậy luôn á. Biết trên này có boss không ta. Mình nghĩ cái cây bự vậy chắc cũng phải có cái ai làm chủ chứ. Ui có đường khác nữa. Có cửa. Ồ đây là cái ghế nè. Cái này là chỗ của hình như là ông chủ cái cây này sao á.
Ồ, nhưng mà bây giờ mình chính thức là chủ mới của cái cây này nhá. Tại vì mình đã đặt chân đến đây và ngồi lên cái ghế này rồi mà. Ai biểu không 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 chịu hay giữ ghế chi, mình chiếm luôn rồi đó nha. Đánh dấu chủ quyền rồi đó. Rồi tạm thời thì đã xong nên bây giờ mình sẽ đi xuống dưới luôn nhá. Giờ thì không vòng vo nữa. Ở đây hình như đường xuống này đúng không? Ê! Ui! Ui! Con kia nó còn bắn mình một mũi tên xuống nữa kìa. Bắn bắn ai vậy hả? Bắn ai nè, bắn nè. Ui ui ui, hên 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 hên. Suýt nữa tưởng mình ấy mình rồi. Cái mũi tên mình bắn không tới các bạn ơi, đó mình bắn cái nó bị rớt xuống à, nó cao quá nên thôi mình sẽ cà khịa con này cho nó gần, cà khịa con này cho nó gần. Một hit, hai hit nè. Ui hai hit chết luôn. Ui con quái vật to thế mà bắn hai hit nó cũng lăn đùng rồi chết. Mạnh thiệt sự luôn á. Rồi giờ làm ngụm nước trước đi. Ê da, mình hết nước rồi. Để mình lọc nước ra mình làm ngụm nha. Rồi sau đó tiếp tục khám phá thôi. Dạ, ôi. Định định đánh ai vậy? Định đánh ai vậy hả? Nguy hiểm thiệt á. Rồi giờ thì cho bé rồng ra và đi tiếp. À. Cả gan dám bắn mấy rồng của mình. Con này không biết tôn ti trật tự gì hết, dám bắn mấy rồng của mình. Rồi giờ thì đi tiếp thôi. Mình sẽ tiếp tục đi về hướng Bắc nha. Bây giờ đang đi về khám phá về hướng Bắc mà. Coi coi hướng này còn có cái gì đặc biệt không ta. Và thường này cái vùng này vùng đầm lầy hả, chắc dễ gặp mấy cái quả trứng rồng rồng nước á, tại vì thường thường rồng nước sẽ ở vùng đầm lầy các bạn ơi. Và hiện tại mình cũng đang cần trứng rồng nước nữa. Thôi để mình lượn vài vòng coi coi có đủ may mắn để gặp trứng rồng nước không nhá. Ui bên đây có cái pho tượng gì nè, pho tượng gì đây? Một pho tượng chiến binh. Các bạn nhìn kỹ đi, nó đang cầm một cây kiếm chống xuống dưới kìa. Đó. Wow, và đôi mắt đó chính là cái đốm lửa. Ngầu thực sự luôn. Không biết trong này có đồ không ta. Biết đâu trong này pho tượng này lại có đời thì sao? Phải vô khám phá mới được. Trong này coi có gì nào. Hơi bất kính nhưng mà thông cảm nha. Chủ pho tượng thông cảm nha. Mình chỉ muốn tìm đồ thôi. Con nhện đi ra, đang tìm đồ mà. Hình như mình thấy trong này có cái lửa hay phải á. À không, cái đó là lava chứ không phải lửa đó mọi người. Trong đó là lava. Để mình đào xuyên vô trong coi. Trong có gì không? Đừng nữa. Ồ, pho tượng này, pho tượng đặt ruột rồi. Bên trong không có gì hết. Đấy nè. Ồ. Cái này có trứng rồng, cái này có trứng rồng. Đúng không? Nhìn quen lắm. Có phải là trứng rồng nước? Úi thiệt nè. Trứng rồng nước thiệt. Ôi được 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 được, lấy về khỏi phải chuyển nghệ. Và với trứng rồng nước cơ bản như vậy á thì mình có thể mang về để chuyển thành một cái hệ khác hoàn toàn nhá, mà cái hệ này thì chắc chắn sẽ rất nhiều bạn thích cho coi á. Rồi đồng thời thì mình chỉ lấy trứng rồng thôi, còn đồ trong đây thì lấy được táo vàng nè, lấy được yên cưỡi, móng ngựa không dùng được nên sẽ không lấy nhá, và tiếp tục đi thôi. Từ ý, nhầm 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 nhầm, đặt mấy rồng xuống mới đúng đây, đặt mấy rồng xuống nè, rồi đi tiếp về hướng bắc thôi. Hướng bắc coi nào. Ủa tới dùng Misa luôn rồi. Tới dùng này thì ở đây hình như đây là quê hương của dòng rồng Terra thì phải á. Thường rồng Terra sẽ ở vùng Misa các bạn ơi. Và đây là một cái vùng sa mạc thôi. Vùng sa mạc thì thường có mấy cái con dung khổng lồ á. Có mấy cái bãi cát không? Thường thường mấy con dung khổng lồ chỉ nó ở mấy cái bãi cát thôi à. Ê gì đấy? Ôi 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 ôi. Nữa rồi, bị mê hoặc nữa rồi. Bắt mấy rồng đấy. Ai à, mấy rồng, cho anh đu vô. Ôi chết rồi, bị mê hoặc rồi. Ôi ôi ôi. Ban đêm mà cũng mê hoặc. Ban đêm mà cũng không cho người ta ngủ nữa, đi mê hoặc cho lành. Thiệt tình với này tiên cá giả mạo này. Mấy rồng vô trong đi em ơi. Ý. À, cái này là ngôi làng tiên nè. Ui. Ui các bạn có biết đây là ai không? Slenderman. Ui đừng 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 bắt cóc tôi. Ui Slenderman nè. Ui khoảng là mũi tên luôn. Sức mạnh của Slenderman hay sao? Slenderman đừng có giỡn nha Slenderman. Trái tim đen đúng rồi, Slenderman chắc luôn á. Ui.
Gần hết tóc gáy luôn á. Trời ơi, tự nhiên giật mình. Tưởng đâu Enderman không à. Ai về Slenderman. Và đây là mấy cái slam màu tím gì đây. Úi, đã vậy. Fall slam. Rồi cái này dùng để làm gì? Fall candy. Cái này dùng để làm kẹo. Mấy đàn tiên này với nhà với nhảnh kia luôn á. Nè 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 chứ. Thôi tạm thời mình sẽ khám phá cái vùng đất bóng tối này trước nhá. Ui, tự nhiên hôm nay mình còn gặp cả Slenderman nữa cơ. Trời ơi, lần đầu mình gặp trong Minecraft luôn á. Các bạn còn gặp ở vùng đất bóng tối nữa. Cái hoa này cho gì đây? Blastem fruit hả? Trái cây ăn được không? À không, cái đó dùng để chọi giống như phi tiêu vậy á. Ui, nó nổ kìa. À, vậy là những cái... Ui, cái này nó còn phát nổ nữa. Wow, nhảy lên nó cũng nổ luôn. Thì ra đây là cái sức mạnh của cái loại trái cây đó. Trái cây phát nổ. Ui, lại là Slenderman nữa nè. Không được rồi, phải giết Slenderman để lấy đồ thôi. Ủa nhưng mà cái kiếm băng mình đâu rồi? Ê, mình biết rồi, mình bị ăn trộm. Mấy cái nàng tiên này ăn trộm đồ dữ lắm luôn. Thiệt tình á, tính nào tập nấy hả, đâu rồi? Mình phải tìm cái nàng tiên nào mà lấy đồ mình trước rồi đã. Mình mất hết hai cái kiếm luôn á. Nhiều khi một hồi mình tay trắng mình trở về ấy. Ôi, mất luôn rồi. Mới cầm hai cái kiếm mà. Tuyệt tình luôn, mình bị chỗ nào không hay luôn á. Oh no. Nên tiếng nào lụm mình trả lại đi. Đây có không? Nàng tiên nào nhầm thấy quá, nàng tiên nào đang nứt trong nhà phải. À, nhìn kỹ coi, trong này không có. Hello cái gì, ăn cắp đồ người ta mà hello cái gì. Giỏi ghê luôn á. Coi có lấy không? Không, này nè. Ha ha, cái gì, trả đồ đi. Chỉ có nàng tiên mới lấy đồ mình thôi, chứ không ai mà lấy đồ được của mình hết á. Nè 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 nè. Trả đồ, trả đồ. Hey, trả đồ người ta. Đây, một người nàng cầm kiếm gầm lửa nè. Xác định một rồi nhá. Còn một cái gầm băng nữa. Coi coi đằng nào để sắp tới mà còn trở lại để đòi lấy đồ nữa. Chứ chơi lấy đồ người ta, ta có hai cái kiếm mạnh nè, cũng lấy nữa. Buồn ghê luôn á. Đằng này thì không có lấy. Ui, gì đằng nào ta. Tạm thời mình cứ nhớ là lùi lại đại điểm trước đi. Ngồi làng tiên đó, mình sẽ lùi lại màu hồng nè. Rồi, còn màu tím chứ. Rồi sau đó tiếp tục khám phá vùng đất bóng tối này thôi. Thì tình mất hai cái kiếm nó không thiếu thì sự tự tin liền. Tại vì kiếm gồng băng thì ít nhất nó cũng đóng băng, cũng như là làm chậm cái địch á, mình cũng đỡ sợ. Chứ không đóng băng và làm chậm mình sợ mình đánh không nó có lại mấy con trong này. Nó mạnh lắm luôn ấy. Rồi, đi thêm một đoạn nó coi con gặp con quái vật nào đặc biệt không. Nãy giờ gặp Slenderman là thấy hơi sợ sợ rồi đó. Ui, con nhện. Quái vật trong đây ghê quá à. Cứ lạ lạ hay sao ấy. Quái vật cây nè. Quái vật cây con nè. Cái này gì đây? Cái này, ấy cái này ăn được nè. Ui, cái này ăn được. Ủa, ấy. Ui, chết thật, chút đầu mà, chút đập rồi. Ui, ui, ui. Ui, ăn cái mắt. À, nhớ rồi, cái đó là cái mắt nhện. Ui, chết. Ủa, mình đập cái kia, cái nó thành Defuse Stone luôn rồi. Ôi, trời ơi, bất cẩn quá à. Ui, đây còn có rồng nữa hả. Ủa, mình mất cái áo giáp rồi. Ủa, kỳ ta. Mình mất áo giáp rồi. Thôi 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 thôi, thôi. Không có áo giáp cho khác nào nộp mạng với mấy con rồng ấy. Để mình dịch chuyển lên cái ngôi làng tiên coi. Trời ơi, một hồi chắc mình mất hết khi trở về luôn quá. Mấy cái làng tiên. Ui, ăn cắp thịt bò của mình á. Ui, kìa, kiếm mình kìa. Gọi áo này, áo giáp đâu. Hello cái gì? Trời ơi, ăn cắp đồ người ta, tối ngày hello hoài. Xong luôn rồi. Đi không mất gì về, mất hết cái áo. Tìm mà cái kiếm nữa, để cái tình ngôi làng luôn á. Thôi, giờ về nhà cho chắc, để hôm qua không còn gì. Nhiều khi mình bị ăn cắp hết luôn á, mà cũng không có đòi lợi được đâu. Nên thôi, tạm thời về nhà nhá. Và hiện tại thì mình đang có cái...
quả trứng rồng nước này đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển hệ một cái nhá. Đây, đầu tiên mình sẽ đặt quả trứng rồng nước. Chưa. Chế tạo trước đi rồi đặt trứng rồng nước sau. Mình sẽ chế tạo một vài mũi tên đặc biệt từ cái cây cung squid này nhá. Và mình sẽ làm theo công thức đó chính là lồng này, rồi que quy lửa này, cũng như là một cái đá lửa này, và tạo ra một cái thunder arrow nhá. Và với cái này mình sẽ bắn ra cả sấm sét cơ. Sấm sét đấy. Và với rồng nước á, thì khi có sấm sét vào nó sẽ tự chuyển hệ và nó sẽ chuyển sang rồng sấm sét á các bạn ơi. Đây mình sẽ bắn một cái nè, bắn lại nè. Ủa, bắn lại nè. Ủa, sấm sét này không có tác dụng hả? Như vậy là sấm sét này không có tác dụng rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ mình phải bắt buộc á là ấp thêm một quả trứng rồng nước nữa, rồi sau đó chuyển hệ khi mà đã lớn thôi. Mình muốn chuyển hệ ngay từ bé cơ cho nó thích, nhưng mà không được rồi nên thôi kệ, không sao. Chuyển hệ khi mà lớn cũng được. Rồi giờ mình sẽ tiến hành ấp thêm quả trứng rồng nước. Trong thời gian với 2 tập á, mình sẽ cố gắng đứng đây trồng cho quả trứng này thiệt là mau nở ra nhá. Và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã chế tạo cho mình full một set đồ rồng Aether, nhưng mà giờ chỉ còn 3 món thôi, mất tiêu cái áo rồi. Với lại mình bị ăn trộm hai cây kiếm á, mình không có đòi lại được. Từ khi mình bắt con nàng tiên nó mang về thì mới lấy lại đồ được thôi. Nên thôi, sắp tới mình sẽ cố gắng bắt hết mấy nàng tiên trong làng đó về nhà. Một phần á để bầu bạn, một phần là để lấy lại những món đồ mà mình đã mất nhá. Và ngoài ra mình sẽ cố gắng ấp thêm những quả trứng rồng nguyên tố này, cũng như là kiếm thêm một quả trứng rồng hoang dã hệ băng nữa, thì mình sẽ tiến hành ấp luôn những cái bé rồng hoang dã nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.